Hôm nay, chúng ta hãy cùng dành thời gian học lời của Đức Chúa Trời với chủ đề Lẽ Thật Điều Thuộc Về Đức Chúa Trời. Trước khi bắt đầu bài giảng, tôi xin kể cho các quý vị một câu chuyện. Xin hãy nhớ câu chuyện này vì sẽ hữu ích cho chúng ta khi nghe bài giảng hôm nay. Trong giờ toán tại một trường tiểu học, giáo viên viết câu hỏi lên bảng 2 cộng 1 bằng mấy Giáo viên viết câu hỏi và gọi một học sinh trả lời. Em học sinh lên bảng và cố gắng viết đáp án. Tuy nhiên, học sinh ấy dường như không giỏi môn toán. Vì câu hỏi là 2 cộng 1 bằng bao nhiêu, nên quý vị thậm chí có thể sử dụng ngón tay để tính ra đáp án. Thay vì làm như thế, em học sinh lại băn khoăn, nghĩ rằng Đáp án là gì nhỉ? Gãi đầu, học sinh quay lại và thấy các bạn nhắc bài cho. Đáp án là bằng 3. Thế nhưng, thay vì viết số 3 lên bảng, em học sinh lại viết OK và tự tin quay về chỗ ngồi. Bạn học dạy cho học sinh ấy rằng 1, 2, 3 nên đáp án là 3. Tuy nhiên, em học sinh lại nghe nhầm thành OK. Nên chỉ viết 2 cộng 1 bằng OK rồi quay về chỗ ngồi của mình. Khi nghe câu chuyện này, tôi đã nghĩ rằng chúng ta phải tiếp nhận lời lẽ thật mà Đức Chúa Trời truyền cho chúng ta. Trên lập trường nào? Tùy thuộc vào việc chúng ta hiểu đó là ok hay là ba chúng ta có thể đưa ra câu trả lời chính xác hoặc không chính xác. Chẳng phải đây là vấn đề quan trọng cần phải suy nghĩ hay sao? Dĩ nhiên, không ai lại viết ok vì không biết đáp án của câu hỏi 2 cộng 1 bằng mấy cả. Tôi nghĩ có thể ai đó nghĩ ra câu chuyện này để gây cười thôi. Tuy nhiên, dù được ban cho đáp án 2 cộng 1 bằng 3 một cách rõ ràng nhưng nếu chúng ta tiếp nhận điều này là ok mà không nhìn vào số 3 thì chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn từ đó đáp án sai được đưa ra. Và con đường sai chứ không phải là con đường đúng được tạo ra ngày nay để dẫn dắt nhân loại đến nước thiên đảng vĩnh cửu đức chúa trời đặt nhiều lời lẽ thật trong kinh thánh và giao truyền thông điệp về lẽ thật cho người dân nước thiên đàng đang ở trên trái đất thông qua các đấng tiên tri chẳng phải có vô số người trên thế gian tin vào đức chúa trời như cát trên bờ biển hay sao dù có rất nhiều người họ cũng không thể truyền đạt chính xác lời của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời chỉ cho họ đáp án là ba, nhưng nếu họ tiếp nhận là ok, thì họ có thể có câu trả lời chính xác không? Họ không thể có đáp án đúng, phải không? Đó là lý do Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự dạy dỗ này trong hai phía rơ chương 3. Chúng ta hãy xem hai phía rơ chương 3 câu 16. Hai phía rơ chương 3 câu 16 chép rằng, ấy là điều người đã viết trong mọi bức thơ. Nói về những sự đó, ở trong có mấy khúc khó hiểu. Mà những kẻ rốt nát và tin không quyết đem giải sai ý nghĩa, cũng như họ giải sai về các phần kinh thánh khác, chuốc lấy sự hư mất riêng về mình. Thưa các quý vị, theo sự thật về toán học thì 2 cộng 1 bằng 3. Dù các bạn đã đưa cho câu trả lời chính xác nhưng học sinh ấy đã không thấy được đáp án. Cậu ấy nhìn vào hình tròn bên cạnh, nên đã viết đáp án sai là OK. Vì sự cứu rỗi của chúng ta, Đức Chúa Trời đã dạy chúng ta vô số lần về những lời lẽ thật sâu nhiệm trong Kinh Thánh. Ngài cũng dạy chúng ta về ngày Sa-bát, lễ vượt qua và danh mới có nhiều hội thánh làm sai lệch các thông điệp ấy và cuối cùng sẽ bị hủy diệt. Ngược lại, cũng có hội thánh làm theo một cách chính xác. Lời của Đức Chúa Trời và những sự dạy dỗ của Ngài. Chúng ta hãy xem Jeremy chương 5. Có lời Đức Chúa Trời dạy chúng ta đâu là lẽ thật và đâu là giả dối. Chúng ta hãy mở Jeremy chương 5 và đọc chương 5 câu 10. Hãy leo lên những vách tường nó và phá đổ đi, nhưng đừng diệt hết. Hãy tỉa bỏ những nhánh nó, vì chẳng thuộc về ai. Đức Chúa Trời phán hãy tỉa bỏ toàn bộ những thứ không thuộc về Ngài. Nói cách khác, chúng phải bị hủy diệt. Trong giê rê chương 5, Đức Chúa Trời phán lệnh rằng những gì không thuộc về Đức Chúa Trời phải bị hủy diệt. Chúng ta hãy tiếp tục xem Matthew chương 15. Xin hãy mở Matthew chương 15. Matthew chương 15 câu 13 chép rằng Ngài đáp rằng Cây nào mà cha ta trên trời không trồng Chuyện gì sẽ xảy ra với cây ấy Thì phải nhổ đi Nói cách khác Nó sẽ bị hủy diệt bởi Đức Chúa Trời Xin hãy đọc câu 14 bởi vì nó sẽ bị nhổ đi nên hãy để vậy đó là những kẻ mù làm người dẫn đưa nếu kẻ mù dẫn đưa kẻ mù thì cả hai sẽ cùng té xuống hố ở đây chúng ta có thể thấy trong ma chương 15 câu 13 và 14 cha ta trên trời là chỉ về ai Đức Chúa Trời Cha Mọi thứ mà Đức Chúa Trời Cha tức là Đức Chúa Trời không trồng thì sẽ bị hủy diệt được chép trong Kinh Thánh rằng mọi thứ không thuộc về Đức Chúa Trời phải bị tỉa bỏ hoặc bị nhổ đi. Nói cách khác, phải bị hủy diệt. Chúng ta hãy chuyển sang sách công vụ các sứ đồ chương 5 và cùng đọc lời trong chương 5 câu 33. Họ nghe mấy lời thì nghiến ngầm, giận hoảng bàn mưu giết các sứ đồ nhưng một người pha tên là Gamaliel, làm luật sư, được dân sự tôn kính, đứng lên giữa tòa công luận, truyền lệnh đem các sứ đồ ra ngoài một lát. Kế đó, người nói rằng, hỡi người Israel, hãy cẩn thận về điều các ngươi xét xử với những người này. Trước đây, Theo Đa dấy lên, xưng mình là kẻ tôn trọng, có độ 400 người theo hắn. Hắn bị giết và cả thầy, những kẻ theo hắn đều tan lạc, rút lại chẳng qua là hư không. Kế hắn thì có Juda người Galile giấy lên về thời kỳ tu sổ dân dù nhiều người theo mình nhưng rồi cũng chết bao nhiêu kẻ theo phải tan tành. Này ta khuyên các ngươi hãy lánh xa những người đó để mặc họ đi vì nếu mưu luận và công cuộc này ra bởi người ta thì chuyện gì sẽ xảy ra thì sẽ tự hư đi. Nhưng nếu bởi Đức Chúa Trời ra thì các ngươi phá diệt những người đó chẳng nổi và lại là liều mình đánh giặc cùng Đức Chúa Trời. Chúng nghe theo lời người đòi các sứ đồ trở vào sai đánh đòn, rồi cấm không được lấy danh Đức Chúa Giêsu mà giảng dạy đoạn tha ra. Vậy các sứ đồ từ tòa công luận ra đều hớn hở về mình đã được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh Đức Chúa Giêsu. Ngày nào cũng vậy. Tại trong đền thờ hoặc từng nhà, sứ đồ cứ dạy dỗ giao truyền mãi về tin lành của Đức Chúa Giêsu, tức là Đấng Christ. Theo lời được chép trong Jeremy chương 5, Matthew chương 15 và công vụ các sứ đồ chương 5, chúng ta có thể thấy rằng những gì thuộc về Đức Chúa Trời không bao giờ có thể bị phá diệt bởi bàn tay con người, chẳng phải vậy sao? Con người không bao giờ có thể phá diệt những gì thuộc về Đức Chúa Trời, nhưng đối với những thứ không thuộc về Đức Chúa Trời thì sao? Đức Chúa Trời phán phải nhổ đi và hủy diệt. Tất thảy các thành viên gia đình Siôn, những người ở trong lẽ thật đang chạy hướng đến nước thiên đàng, mang theo niềm trông mong nước thiên đàng vĩnh cửu. Đây là lý do chúng ta phải là những người vâng phục sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ, dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa. Vậy giữa vô số hội thánh trên thế giới, hội thánh nào là hội thánh mà đích thần Đức Chúa Trời lập nên? Ngay từ tên của hội thánh đã cho chúng ta biết đâu là hội thánh được lập nên hay không được lập nên bởi Đức Chúa Trời rồi. Chúng ta hãy chuyển sang Nhất Cô Linh Tô chương 1. Nhất Cô Linh Tô chương 1 câu 1 chép rằng Phaolô theo ý Đức Chúa Trời, được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ, cùng sốt then anh em chúng ta, gửi cho hội thánh Đức Chúa Trời tại thành Cô-đình-tô. Tên của hội thánh do Đức Chúa Trời lập nên có trong kinh thánh không? Vâng, có đó ạ. À. Tên là hội thánh của Đức Chúa Trời. Nếu đúng là hội thánh chính thống, được lập nên bởi Đức Chúa Trời, thì tên gọi phải là hội thánh của Đức Chúa Trời. Vậy, đấng đã lập nên hội thánh của Đức Chúa Trời là ai? đích Thần Đức Chúa Trời đã lập nên. Đức Chúa Trời thật sự đã lập nên hội thánh này sao? Chúng ta hãy xác minh điều này. Thông qua Thi Thiên chương 102. Hãy mở Thi Thiên chương 102 câu 12. Nhưng Đức Giê-hô-va ơi, Ngài hằng có mãi mãi Kỷ niệm Ngài lưu từ đời này sang đời kia. Chúa sẽ trỗi dậy lấy lòng thương xót Si-ôn. Này là kỳ làm ơn cho Si-ôn, vì thì giờ định đã đến rồi. Các tôi tớ Chúa yêu chuộng đá Si-ôn và có lòng thương xót bụi đất nó. Bấy giờ muôn dân sẽ sợ danh Đức Giê-hô-va và hết thảy vua thế gian sẽ sợ sự vinh hiển Ngài khi Đức Giê-hô-va sẽ làm gì? Lập lại Si-ôn thì Ngài sẽ hiện ra trong sự vinh hiển Ngài. Theo lời tiên tri trong kinh thánh, ai sẽ lập nên hội thánh của Đức Chúa trời? Nơi giữa các kỳ lễ trọng thể của Đức Chúa trời, chắc chắn hội thánh ấy phải được lập nên bởi Đức Chúa trời. Sion sẽ không được lập nên bởi bất cứ con người nào, nhưng tuyệt đối phải được lập nên bởi Đức Chúa trời. Về hội thánh mà Đức Chúa trời sẽ lập. Chúng ta hãy xác minh một lần nữa thông qua công vụ các sứ đồ chương 20. Hãy xem sách công vụ các sứ đồ chương 20, câu 28. Trong công vụ các sứ đồ chương 20, câu 28 chép rằng Anh em, hãy giữ lấy mình và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc. Chúng ta phải làm gì? Chúng ta được lập nên để chăn hội thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình Đức Chúa Trời đã lập nên hội thánh này bằng chính huyết của Ngài. Hội thánh này là hội thánh của Đức Chúa Trời. Mà Sứ Đồ Phao Lô nói đến trong Cô Đình Tô Nhất chương 1, Đức Chúa Trời đã mua hội thánh của Đức Chúa Trời bằng gì? Ngài đã mua hội thánh bằng huyết giao ước của Ngài. Hội thánh của Đức Chúa Trời được lập nên bằng huyết báu của lẽ thật lễ vượt qua giao ước mới. Thưa các quý vị, bởi đặc điểm khác biệt thể này, chúng ta phải có khả năng phân biệt giữa lẽ thật và sự giả dối. Vậy, hội thánh mà Đức Chúa Trời đã lập nên có những đặc điểm nào khác nữa? Chúng ta hãy chuyển sang Luca chương 4 và cùng tìm hiểu về những đặc điểm này. Chỉ khi chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời, thì chúng ta mới có thể đi vào sự cứu rỗi đời đời. Ngoài ra, chúng ta không thể đi vào nước thiên đàng bởi bất cứ điều gì khác, chẳng phải vậy sao? Chúng ta hãy mở sách Luca chương 4 câu 16. Và đọc lời trong chương 4 câu 16. Đức Chúa Giêsu đến thành Nazareth, là nơi dưỡng dục ngài. Theo thói quen, nhằm ngày Sa-bát, ngài vào nhà hội, đứng dậy và đọc. Chúng ta có thể thấy Kinh Thánh miêu tả cảnh Đức Chúa Giêsu giữ ngày Sa-bát. Vậy, lễ thờ phượng phải được giữ vào ngày nào? trong hội thánh mà Đức Chúa Giêsu đã lập. Theo tin lành Matthew chương 12 câu 8, con người là Chúa của ngày nào? Nên tất nhiên, hội thánh mà Đức Chúa Giêsu đã lập phải có lệ định về việc giữ ngày sa bát. Thêm vào đó, hội thánh phải có tên là hội thánh của Đức Chúa Trời và phải là hội thánh mà đích thân Đức Chúa Trời lập nên khi Ngài đến trong xác thịt dưới đồ Phao-lô cũng giữ ngày sa bát một cách trí thánh theo tấm gương và sự dạy dỗ của Đức Chúa Giêsu. Chúng ta hãy xác minh điều này. Trong công vụ các sứ đồ chương 17, toàn bộ những sự dạy dỗ này đã được gieo bởi Đức Chúa Trời. Thông qua Jeremy chương 5, Đức Chúa Trời thức tỉnh chúng ta về sự thật rằng toàn bộ những điều khác, ngoài những điều Đức Chúa Trời đã gieo đều là cỏ lùng. Đó không phải là tin lành chân thật, nhưng là sự giả dối mà phải bị nhổ đi và hủy diệt. Chúng ta hãy chuyển sang công vụ các sứ đồ, chương 17 câu 2. Phaolô tới nhà hội theo thói quen mình và trong ba ngày Sa-bát biện luận với họ. Lấy kinh thánh, cắt nghĩa và giải tỏ tường về đấng Christ phải chịu thương khó rồi từ kẻ chết sống lại. Người nói rằng đấng Christ này tức là Đức Chúa Giêsu mà ta giao truyền cho các người. Vào đương thời đó, mọi người đã nghĩ sai về Đức Chúa Giêsu rằng Ngài chỉ là người bình thường là con trai người thợ mộc. Tuy nhiên, sứ đồ Phao Lô đã dùng kinh thánh để biện luận với họ rằng Đức Chúa Giêsu mà các ngươi gọi là con trai người thợ mộc không phải là ai khác mà chính là đấng Messi, đấng Christ, đấng mà chúng ta đang chờ đợi. Bằng cách này, sứ đồ đã làm chứng và truyền đạo vào mỗi ngày Sa-bát. Sứ đồ đã dạy mọi người lời của lẽ thật vào mỗi ngày Sa-bát. Nói cách khác, điều này có nghĩa là gì? Chẳng phải sứ đồ phaolô lô cũng đã giữ ngày Sa-bát hay sao? Đương nhiên, sứ đồ phaolô lô đã giữ ngày Sa-bát. Vì vậy, nếu chúng ta giữ ngày Sa-bát thì lý do chúng ta giữ ngày Sa-bát là gì? Ngày Sa-bát thuộc về ai? Chúng ta không cần giữ bất cứ điều gì, không thuộc về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã phán trong suất Egypto ký chương 20 câu 8 rằng: "Hãy nhớ ngày nghỉ." Chúng ta nhớ ngày Sa-bát bằng cách nào? Bằng cách đặng làm nên ngày thánh. Theo sự dạy dỗ này, Đức Chúa Giêsu đã giữ ngày Sa-bát. Theo luật pháp của giao ước mới, và sứ đồ Phaolô cũng đã giữ ngày Sa-bát theo luật pháp của giao ước mới. Dù đã tiếp nhận tin lành, sau khi Đức Chúa Giêsu thăng thiên, sứ đồ đã tiếp tục giữ ngày Sa-bát sau đó nữa. Nói đến ngày Sa-bát, đó không phải là thờ phượng chủ nhật mà các hội thánh ngày nay giữ, nhưng là ngày thứ bảy trong tuần lễ, là thứ bảy chẳng phải vậy sao? Khi tôi nói với ai đó về ngày Sa-bát, người đó nói rằng bản thân cũng giữ ngày Sa-bát. Tôi đã hỏi anh ấy, anh giữ ngày Sa-bát vào ngày nào trong tuần lễ vậy ạ? À? thì anh ấy đáp rằng mình giữ ngày Sa-bát vào chủ nhật. Lý do mà người ta giữ ngày Sa-bát vào chủ nhật là gì vậy ạ? À? Ngày Sa-bát mà được giữ vào chủ nhật có thuộc về Đức Chúa trời không? Không đâu. Bây giờ người ta đang phạm phải hành động ngốc nghếch. Không xem thấy đáp án đúng là ba, nhưng lại hiểu đó là ok. Vậy Đức Chúa Trời thực sự đã phán rằng, chúng ta phải thờ phượng vào Chủ Nhật sao? Chúng ta hãy xem câu trả lời chính xác. Trong tin lành Matthew chương 28, chương 28, trong Matthew chương 28 câu 1 chép rằng, sau ngày sa bát đó là ngày nào trong tuần lễ? Ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc từng từng sáng, ngày sau ngày Sa-bát mà được gọi là ngày thứ nhất trong tuần là ngày nào vậy? Các ngày trong tuần là chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu và thứ bảy. Vì ngày Sa-bát là ngày thứ bảy trong tuần, nên sau ngày thứ bảy chúng ta quay trở lại ngày thứ nhất. Ngày xưa các ngày trong tuần được biểu hiện là ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu và ngày thứ bảy. Vì được chép trong sáng thế Ký chương 2, ngày thứ bảy ngài nghỉ các công việc ngài đã làm nên ngày thứ bảy phải luôn luôn là ngày sa bát tuy nhiên ngày nào đến sau ngày thứ bảy vậy đó là ngày thứ nhất theo kinh thánh tiếng anh được chép rằng first day tức là ngày thứ nhất trong tuần chẳng phải vậy sao ngày thứ nhất trong tuần đã đến sau ngày sa bát chuyện gì đã xảy ra vào ngày thứ nhất trong tuần vậy Ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc từng từng sáng, có Mary Madeleine và Mary khác đến thăm mộ. Và này, đất rúng động dữ dội, vì có thiên sứ của Chúa ở trên trời xuống, đến lăn hòn đá ra mà ngồi ở trên. Hình dung của thiên sứ giống như chớp nhoáng và áo trắng như tuyết. Vì đó, những lính canh sợ hãi run rẩy trở nên như người chết. Song thiên sứ nói cùng các người đàn bà đó rằng các người đừng sợ chi cả vì ta biết các người tìm Đức Chúa Giêsu là đấng bị đóng đinh trên thập tự giá Ngài không ở đây đâu, Ngài sống lại rồi như lời Ngài đã phán. Ngài sống lại rồi nghĩa là Ngài đã phục sinh. Vào ngày nào trong tuần đã xảy ra sự kiện phục sinh vậy? Đó là ngày thứ nhất. Tất cả các hội thánh đều tin rằng Đức Chúa Giêsu đã phục sinh vào ngày nào trong tuần vậy? Tất thầy đều tin đúng rằng Đức Chúa Giêsu đã phục sinh vào chủ nhật. Tuy nhiên, chủ nhật là ngày nào trong tuần lễ? Đó là ngày thứ bảy sao? Không, đó là ngày thứ nhất. Trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời chưa bao giờ chỉ định ngày thứ nhất là ngày sa bát Ngày thứ nhất không thể là ngày sa bát Vậy, nếu Chủ Nhật là ngày thứ nhất, thì ngày thứ bảy phải là ngày nào? Đếm từ Chủ Nhật thứ hai, thứ ba, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu và thứ bảy thì thứ bảy là ngày thứ bảy. Vì thứ bảy là ngày thứ bảy trong tuần. Nên chúng ta đang giữ ngày sa bát vào thứ bảy. Vậy, theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời rằng, hãy nhớ ngày sa bát đặng làm nên ngày thánh. Liệu những người giữ ngày sa bát vào Chủ nhật có thể được xem là những người có lẽ thật của Đức Chúa Trời được không? Đức tin của họ không phải là đức tin chân thật, nhưng là giả dối. Căn cứ vào những lời được chép trong Kinh Thánh, thì thấy đó là giả dối. Đức Chúa trời đã phán, hãy tìa bỏ mọi thứ không thuộc về Đức Giê-hô-va, hãy diệt hết tất thảy những sự đó. Vậy để tìa bỏ những gì không thuộc về Đức Chúa trời, chẳng phải chúng ta cần đi tới muôn dân, dạy họ đâu là đúng, đâu là sai, và dẫn họ đến với những sự dạy dỗ chính xác hay sao? Đức Chúa trời phán chúng ta hãy làm gì? Lẽ thật mà ngài đã dạy chúng ta để dẫn dắt chúng ta đến nước thiên đàng. Và con đường của sự cứu rỗi là gì? Chúng ta phải luôn ghi khắc trong lòng và đi theo đúng những sự dạy dỗ trong kinh thánh. Vì vậy, chúng ta không bao giờ được thêm hoặc bớt vào lời của Đức Chúa Trời, chẳng phải vậy sao? Chẳng phải cũng được chép trong Khải Huyền chương 22 câu 18 rằng: "Không được thêm hay bớt rồi sao? Chúng ta không bao giờ được thêm hoặc bớt vào những gì thuộc về Đức Chúa Trời. Hội thánh của chúng ta đang giữ ngày sa bát Và tên của hội thánh là hội thánh của Đức Chúa Trời. Hơn nữa, hội thánh được lập nên bởi Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ. Cho nên, hội thánh của Đức Chúa Trời là hội thánh chính thống thật sự. Do đó, chúng ta đừng chỉ tập trung vào ngày nào trong tuần là ngày sa bát nhưng cũng hãy xem tầm quan trọng của phép báp tên bằng cách chuyển sang sách tin lành Matthew chương 28 câu 18 Chúng ta hãy xem tin lành Matthew chương 28 câu 18. Chương 28 câu 18 chép rằng Đức Chúa Giêsu đến gần phán cùng môn đồ như vậy. Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân. Hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép bắp tên cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi trong số lẽ thật mà đức chúa trời đã gieo ngày nay phải có danh của đức chúa trời khi ngài làm công việc với tư cách đức cha danh của đức chúa trời khi ngài làm công việc với tư cách đức con và danh của đức chúa trời khi ngài làm công việc với tư cách đức thánh linh chúng ta phải biết tất thầy các danh và chúng ta phải tin các danh ấy tuy nhiên nếu chúng ta không biết các danh chúng ta có thể tin những danh ấy được không Chúng ta phải biết các danh của Đức Chúa Trời để tin đây là lý do. Đấng tiên tri Esai đã viết lời tiên tri này trong Esai chương 51. Chúng ta hãy xem lời trong Esai chương 51 câu 3. Trong Esai chương 51 câu 3 viết Vì Đức Giê-hô-va đã yên ủi Si-ôn. Ngài đã yên ủi mọi nơi đổ nát của nó. Ngài đã khiến đồng vắng nên như vườn Eden đen Nơi sa mạc nên như vườn Đức Giê-hô-va. Giữa vườn ấy sẽ có sự vui vẻ, mừng rỡ, tạ ơn và tiếng ca hát. Hỡi dân ta, hãy chăm chỉ mà nghe ta. Hỡi nước ta, hãy lắng tai cho ta. Vì sẽ có luật pháp ra từ ta, và ta sẽ lập sự công bình làm sự sáng cho các dân. Sự công bình của ta đã gần, sự cứu rỗi của ta đã ra. Cánh tay ta sẽ xét đoán các dân. Các cù lao sẽ trông đợi ta và chúng nó sẽ nhờ cậy cánh tay ta. Hãy ngước mắt lên các tầng trời và cúi xem dưới đất. Vì các tầng trời sẽ tan ra như khói, đất sẽ cũ như áo, dân cư trên đất sẽ chết như ruồi. Nhưng sự cứu rỗi của ta còn đời đời, sự công bình của ta chẳng hề bị bỏ đi. Hỡi dân biết điều công nghĩa, ghi luật pháp ta trong lòng, Hãy nghe ta. Chớ e người ta chê bai. Đừng sợ họ nhức móc. Những người giữ luật pháp của Đức Chúa Trời trong lòng chính là những người biết danh của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy tiếp tục với Esai chương 52 câu 5. Trong chương 52 câu 5 chép, Đức giê hô và phán, bây giờ ta làm gì đây? Vì dân ta đã vô cớ bị đẩy đi. Đức giê hô và phán, những kẻ cai trị nó cất tiếng văn la cả ngày. Nói phạm đến danh ta không thôi. Vậy nên, dân ta sẽ biết danh ta. Những người ghi luật pháp của Đức Chúa Trời trong lòng, luật pháp về ngày sa bát luật pháp về lễ vượt qua, và luật pháp của giao ước mới phải biết danh của ai? họ phải biết danh của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, khi chúng ta hỏi những người đi hội thánh, danh của Đức Thánh Linh là gì? thì không ai biết câu trả lời. Chúng ta hỏi, danh của Đức Cha là gì? thì họ nói Jehovah. Chúng ta hỏi danh của Đức Con là gì? thì họ nói Jesus. Tuy nhiên khi chúng ta hỏi danh của Đức Thánh Linh là gì? thì họ đáp rằng danh của Đức Thánh Linh là Đức Thánh Linh, còn gì khác nữa. Đây là câu trả lời rất phổ biến mà người ta đưa ra. Những người dân ghi tạc một cách chính xác. Luật pháp của Đức Chúa Trời trong lòng. Những người có những thứ thuộc về Đức Chúa Trời phải biết danh của Đức Chúa Trời. Biết danh của Ngài nghĩa là không chỉ biết nhưng cũng tin vào danh của Ngài nữa. Vậy các quý vị có biết danh của Đức Cha không? Các quý vị có biết danh của Đức Con không? Các quý vị biết danh của Đức Thánh Linh không? Đức Chúa Trời phán: Hãy làm phép báp têm nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Vì vậy chúng ta phải biết các danh của Đức Chúa Trời để làm phép bắp têm cho mọi người nhân danh ấy. Phép bắp têm không được tiến hành nhân những danh này là phép bắp têm giả dối. Không có lời hứa của sự tha tội thì là phép bắp têm giả. Có danh của Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Vì thời đại Đức Thánh Linh đã bắt đầu nên chẳng phải chúng ta được làm phép bắp têm nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh vào thời đại này sao? Đó là lý do Đức Chúa Trời phán. Dân ta chắc chắn sẽ biết danh ta. Chúng ta cùng xem lại câu 6. Vậy nên dân ta sẽ biết danh ta. Thật trong ngày đó, nó sẽ biết rằng chính ta là đấng phán rằng Này, ta đây. Vì lý do này, Đức Chúa Trời sẽ mang danh nào khác danh giê -xu khi Ngài đến lần nữa vào thời đại Đức Thánh Linh vậy? Kinh Thánh đã tiên tri rằng Đức Chúa Trời sẽ đến trái đất này với danh mới đấng an sang hồng. Chúng ta không được tùy tiện nhận bất cứ phép báp têm nào. Khi Đức Chúa Giêsu phán về phép báp têm có ý nghĩa của sự tha tội. Ngài yêu cầu chúng ta hãy làm phép báp têm cho họ nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Vậy khi chúng ta được báp têm nhân danh của Đức Cha, nhân danh của Đức Con và nhân danh của Đức Thánh Linh thì chúng ta có thể nói rằng phép báp têm đó là phép báp têm trọn vẹn chẳng phải vậy sao? Tất thảy chúng ta đều nhận được phép báp têm trọn vẹn đó. Với lẽ thật này, chúng ta hãy so sánh những hội thánh trên thế gian với hội thánh của Đức Chúa Trời và tìm ra hội thánh nào là chân thật, còn hội thánh nào là giả dối. Thông qua Kinh Thánh mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Như vậy, các quý vị chắc chắn sẽ hiểu Hội thánh nào là hội thánh thật? Vào thời đại Đức Thánh Linh, chúng ta chỉ cần biết danh của Đức Thánh Linh thôi sao? Theo Khải Huyền chương 22, ai sẽ cùng xuất hiện? Ngoài Thánh Linh, chúng ta phải có đức tin vào vợ mới nữa. Chúng ta hãy chuyển sang Khải Huyền chương 22 và đọc lời trong chương 22 câu 17. Thánh Linh và vợ mới cùng nói, hãy đến. Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng, hãy đến. Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không. Vào thời đại cuối cùng là thời đại Đức Thánh Linh. Vì Thánh Linh và vợ mới cùng phán, hãy đến, nên chúng ta phải đến hội thánh mà Thánh Linh và vợ mới ngự để nhận sự cứu rỗi và sự sống đời đời. Đây không phải là sự dạy dỗ của một triết gia đi ngang qua hay một giáo viên, nhưng đây là sự dạy dỗ của ai? Đây là sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời mà Đức Chúa Trời đã gieo trồng. Sự dạy dỗ này thuộc về Đức Chúa Trời và Ngài khiến cho loài người biết đến. Vì vậy, chúng ta phải có đức tin vào Đức Chúa Trời cha và Đức Chúa Trời mẹ. Nhưng ở hội thánh giả dối thì không thể có đức tin vào cha mẹ được. Chỉ những người đến với Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ là Thánh Linh và vợ mới mới có thể nhận được lời hứa sự sống đời đời ở nước thiên đàng. Thưa các quý vị, dù chúng ta biết rõ về ngày sa bát và lễ vượt qua, chúng ta không thể nói rằng chúng ta có đức tin đúng đắn vào Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta không biết Đức Chúa Trời mẹ, tất thầy lẽ thật này đang dẫn chúng ta đến đâu đang dẫn chúng ta đến với thánh linh và vợ mới chúng ta phải biết đức chúa trời cha và đức chúa trời mẹ để trở thành các con cái trên trời chẳng phải vậy sao chúng ta có đức chúa trời cha và chúng ta cũng có đức chúa trời mẹ nữa chúng ta hãy ghi nhớ một lần nữa rằng lẽ thật này thuộc về đức chúa trời và là xác tín tôi mong rằng tất cả các quý vị hãy tuyên bố lẽ thật mà đức chúa trời ban cho chúng ta cho muôn dân thế giới và tôi xin kết thúc bài giảng hôm nay tại đây xin cảm ơn